Quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Long An, lực lượng chức năng, ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An đã chủ động phối hợp với ngành chức năng trên khu vực biên giới, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả. Với tinh thần cảnh giác cao, các lực lượng đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng. Trong 9 tháng, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý gần 4.400 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, gian lận thương mại. Qua đó đã thu nộp ngân sách hơn 244 tỷ đồng, lực lượng chức năng thu giữ gần 970.000 bao thuốc lá ngoại, trên 70 tấn đường cát, gần 4 tấn pháo cùng hàng chục kg ma túy các loại. Những kết quả đạt được cho thấy quyết tâm cao của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ thị trường và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.